Hello, xin chào toàn thể nhờ shop công nghệ nghe lén 4.0 hotline 0886 99 3315. Hôm nay làm ra clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang hình chiếc thắt lưng da bạn nhé. Đó, thì đây là cái mẫu thắt lưng da mẫu mới nhất của cả nhà mình bạn nhé. Đó, mẫu Puma này. Đó, thì mắt camera được đơn vị nhà mình là độ chế vào đây bạn nhé. Đó, cực kỳ kín đáo luôn. Khi mà các bạn đeo lên người rồi thì nó không bị cộm này, cũng như là chất lượng hình ảnh nó rất là ok, sắc nét. Chức năng là có thể xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa với chất lượng hình ảnh là full 4K sắc nét bạn nhé. Thì đơn vị nhà mình là cũng nhận độ chế camera vào trong những cái đồ vật đồ dùng ở trong gia đình của các bạn, ví dụ như các bạn ngụy trang vào chiếc thắt lưng này, hoặc các bạn ngụy trang vào trong chiếc mũ này, điều khiển này, đèn ngủ này, ổ điện này, bóng đèn này, bóng dạng đông này, vân vân. Nói chung là tất cả những cái đồ vật ở trong gia đình của các bạn mà các bạn cần độ chế vào đồ vật gì thì đơn vị nhà mình sẽ đều độ chế theo yêu cầu của bạn hết bạn nhé. Và tất cả những đồ vật mà đơn vị nhà mình là độ chế camera vào thì camera được đơn vị mình là chọn rất là kỹ lưỡng. Đó, chất lượng ảnh là full HD, full 4K bạn nhé. Đó, và xem trực tiếp trên điện thoại từ xa luôn, hình ảnh rất là nét. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang chiếc thắt lưng này, cũng có nhu cầu cần độ chế camera thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Tuy Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh Tuy Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB, đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng điện thoại, rồi các bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi bạn nhé. Sử dụng một chiếc camera ngụy trang chiếc thắt lưng này thì cũng tương tự như những dòng camera B99, B100, F199 và S200 được bạn nhé, đều sử dụng cái ứng dụng là lock cam. Đó, thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số chức năng ở trên chiếc camera ngụy trang chiếc thắt lưng da, và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Đó, phần mắt camera thì được đặt đây rồi. Đó, sau đó đây sẽ là phần thân của camera bạn nhé. Thì ở đây nó sẽ có công tắc bật mở này, nút reset này và chân cắm sạc bạn nhé. Chả nhớ thì mình sẽ gắn sẵn rồi. Đó, thì sau đây mình sẽ bật nguồn lên này. Đó, mình sẽ bật nguồn camera lên. Đó. Sau đó tiếp theo thì để sử dụng một chiếc camera ngụy trang chiếc thắt lưng thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại là ứng dụng lock cam nhé. Đó, ứng dụng lock cam này, bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cửa là App Store tải, còn bạn nào sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì các bạn sẽ vào cửa là Safari để tải nhé. Thì khi bạn tải xong ứng dụng lock cam về điện thoại thì bước tiếp theo thì các bạn sẽ vào một cài đặt của điện thoại này, sau đó bạn sẽ chọn vào mục là Wi-Fi. Thì cái camera ngụy trang chiếc thắt lưng da này nó sẽ phát ra các bạn cái mã wifi là có chữ G đằng trước và một dãy số là không có mật khẩu nhé. Thì bạn sẽ kết nối vào. Bước đầu tiên thì bạn sẽ kết nối wifi của camera phát ra. Đó, khi bạn đã kết nối xong thì bạn sẽ thoát ra ngoài màn hình chính nhé. Và tiếp theo thì bạn sẽ vào trong cái ứng dụng là lock cam các bạn vừa tải về. Đó, các bạn sẽ chọn cancel cho mình nhé. Thì khi bạn chọn một cancel xong thì trên mình sẽ hiện chữ là đi bao online màu xanh như này. Đó, thì để xem được thì bạn sẽ chọn một chữ online này rồi bạn chọn một là cancel để xem nhé. Đó, chất lượng hình ảnh rất là ok. Đó, đây di chuyển cam cho bạn xem. Đó, bởi vì là mình đang để cam nó hơi thấp nên là góc quay nó sẽ hơi thấp bạn nhé. Đây chọn hơi cao một chút. Đó, chất lượng hình ảnh rất là ok bạn nhé. Bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì bạn sẽ chọn mình cái loa này. Alo. Đó, do camera và điện thoại của mình đang ở gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh và sẽ phát ra cái tiếng là vọng âm như vậy. Còn khi mà các bạn đã kết nối xem từ xa rồi thì cái tiếng vọng âm như vậy nó sẽ mất đi bạn nhé. Bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn chọn vào máy chụp ảnh đây. Xem là chụp ảnh màn hình này. Đây. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn sẽ chọn ở bên cạnh của máy chụp ảnh đây, sẽ là chế độ lưu video này. 3 giây, 4 giây, 5 giây bạn nhé. Các bạn muốn lưu lại video này thì các bạn chỉ cần kích một lần nữa thôi là sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là lock cam. Tiếp theo thì hai tam giác này sẽ là giúp bạn có thể là đảo chiều nhảy này sang trái sang phải đây, cũng như đảo chiều lên trên xuống dưới đây. Đó, khi cam các bạn quay ở một cái góc mà nó bị ngược chiều nhảy thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà hình ảnh bạn quay đã thuận chiều như này rồi thì các bạn sẽ không cần dùng tới nhé. Tiếp theo sẽ là chế độ hình mặt trời, đây sẽ là giúp các bạn có thể là chỉnh ánh sáng của nhảy nhé. Các bạn có thể cho chế độ ánh sáng nó cao lên này. Đó, cũng như bạn thể giảm chế độ ánh sáng đi, cho chế độ ánh sáng nó tối đi các bạn nhé. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa nó cân bằng này. Đó.
Tiếp theo sẽ là chế độ hình quả cầu. Chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh màu của hình ảnh nhé. Các bạn có thể cho màu hình ảnh nó đậm lên này. Đó, cũng như bạn có thể giảm màu hình ảnh đi, cho màu hình ảnh nó nhạt đi bạn nhé. Đó, nói chung là mỗi người mỗi mắt thôi, thì mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng bạn nhé. Đây, chế độ ở giữa đây. Đó. Tiếp theo sẽ là chế độ mặt trăng này, sẽ là chế độ ban đêm nhé. Đó thì khi các bạn kích hoạt cái chế độ quay ban đêm này lên thì hình ảnh sẽ trở về đen trắng. Và phạm vi khi mà các bạn quay ban đêm là được khoảng 10 mét nhé. Đó, và đặc biệt là khi mà các bạn quay ban đêm thì mắt camera nó sẽ không phát ra ánh sáng nhất bạn nhé. Nên là các bạn quay buổi tối thì yên tâm, không bao giờ lo bị phát hiện bạn nhé. Đó, tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn thể là chọn cái độ phân giải của hình ảnh ở đây. Thì độ phân giải của hình ảnh tối đa sẽ là 4K bạn nhé. À, đây, khi bạn chọn độ phân giải 4K thì hình ảnh rất ok. Đó, mình sẽ tắt cái chế độ ban đêm đi. Đó là tự động hình ảnh sẽ trở về ban ngày và sẽ có màu như bình thường. Đó, chất lượng hình ảnh 4K thì rất là ok bạn nhé. Đó, cam di chuyển tới đâu là sẽ từ đó đây. Đó, nó sẽ không bị chậm cũng như là không bị giật gì hết bạn nhé. Đó, thì vừa rồi mình đã kết nối với wifi của camera để test cho mọi người cái chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang trước tắt đường ra. Thì tiếp theo thì mình sẽ vào cài đặt chung ở trong cái ứng dụng là lắp cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong cái ứng dụng này nhé. Cài đặt này, do bạn đã chọn vào mục là device setting. Thì mục body fee thì password này sẽ là giúp bạn thể là đổi mật khẩu của cam nhé. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đó, tiếp theo lưu password là bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào. Đó, confirm là các bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới đó. Rồi bạn kích ok là sẽ đổi được mật khẩu của cam nhé. Tiếp theo sẽ là mục SDK setting này. Sẽ là mục giúp bạn có thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì ở đây nó sẽ có mục là auto record này, sẽ là một cái hình 24 trai 4. Đó là chỉ cần cái cam thắt lưng này các bạn bật nguồn lên thôi thì cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Alarm record sẽ là một cái hình khi có chuyển động. Là khi mà các bạn kích hoạt cái chế độ alarm record này lên thì chỉ cần có người di chuyển qua mắt cam thì cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là một video duration, là các bạn hãy chọn cái độ dài của video mà các bạn muốn đưa vào đây. Thì ở đây nó sẽ có 4 chế độ độ dài nhé. Ví dụ như khi mà mình chọn là 5 phút thì cam sẽ tự động lưu video là 5 phút một file lưu vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Mà các bạn chọn là 3 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy nhé. Mục total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của cam này. Đó, 29809 MB. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam có bao nhiêu sẽ hiện ở bên dưới này. Format sẽ là giúp bạn có thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống bạn nhé. Bạn đồng ý xóa thì bạn chọn một ok, mà bạn không đồng ý xóa thì bạn chọn một cancel cho mình. Đó. Tiếp theo sẽ là mục wifi setting này. Thì ở trong mục wifi setting này thì cái camera ngụy trang trước thắt lưng ra nó sẽ tìm ra wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì các bạn đang gắn chiếc cam thắt lưng này ở đâu thì cam sẽ tìm ra wifi xung quanh ở đó. Sau đó bạn chỉ cần nhập vào, đó, kích vào bạn nhập mật khẩu vào. Đó, cho bạn kích ok là điện thoại của các bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G, 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết nhé. Chỉ cần nơi bạn gắn chiếc camera ngụy trang trước thắt lưng ra này có wifi thôi là đi đâu các bạn cũng có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết bạn nhé. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang trước thắt lưng. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang trước thắt lưng này, cũng có nhu cầu là cần độ chế camera vào trong những cái đồ vật đồ dùng ở trong gia đình của bạn, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886 99 2345, kết bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân bên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Video mình xin kết tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.